các em học sinh thân mến, cuộc sống xung quanh các em là cả một thế giới muôn màu. Tham gia và khám phá thế giới là một nhu cầu thiết yếu, nhất là ở độ tuổi của các em. Tuy nhiên, cuộc sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà chúng ta khó lường hết được. Thời gian gần đây, đã có rất nhiều trường hợp bị tai nạn thương tích ngoài ý muốn xảy ra với học sinh chúng ta. Vì vậy, việc trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và phòng tránh những nguy hiểm xung quanh ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Môi trường xung quanh chúng ta tưởng như an toàn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm nếu không để ý. Là trẻ nhỏ, các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Hôm nay, Thư viện Trường Tiểu học Dịch Vọng Mê xin giới thiệu cuốn sách Dạy trẻ tránh nguy hiểm nằm trong bộ sách Bố mẹ yên tâm, con an toàn để giúp chúng ta có những kiến thức có thể tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách được in trên phủ 17x24cm do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2017 của tác giả Lưu Đào do Tuệ Văn dịch. Cuốn sách được thiết kế với nhiều hình vẽ minh họa, chữ viết rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi các em. Trong sách, tác giả đã phân tích, giảng giải những việc xảy ra bất ngờ, khẩn cấp và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày cho các em. Đồng thời, cuối mỗi tình huống, tác giả cũng đưa ra những bài tập trắc nghiệm liên quan đến những kiến thức an toàn giúp các em tự kiểm tra kiến thức của mình. Sách có độ dài 93 trang, đưa ra những tình huống và trình bày những kỹ năng để phòng tránh tai nạn thương tích của nhóm. Từ những vật dụng thông thường như lò vi sóng, quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, v.v. đến những vật dụng rất gần gũi với chúng ta là đồ dùng học tập cũng vậy. Như kéo và compa thì rất sắc nhọn, nếu bị đâm vào da thì sẽ rất nguy hiểm. Hay cái bút máy mà chúng ta dùng để vẽ hàng ngày cũng có thể gây thương tích. Một số bạn nhỏ có thói quen khi tan học cầm compa, bút máy chơi trò với nhau với bạn. Compa rất sắc nhọn, nếu bạn nhỏ không cầm nó để dựng đùi đùi với nhau. Bút máy không sắc nhọn như compa và kéo, nhưng nếu đâm vào da, mực trong bút máy sẽ thấm vào da, thậm chí ngấm vào máu, vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe. Các em học sinh thân mến, hoạt động vui chơi ngoài trời thường thu hút rất nhiều người. Khu vui chơi là nơi mà trẻ em rất thích. Vì vậy, khi chúng ta đi khu vui chơi hay những chỗ đông người, làm thế nào để giữ an toàn cho bản thân trong các trò chơi để vừa chơi vui vừa khỏe mạnh? Tuy nhiên, có một số chỗ các em nên tránh xa, không nên chơi ở những khu vực như công trường xây dựng, trạm biến áp, v.v. Lần lượt từng tình huống, các em sẽ được hướng dẫn cụ thể cách chơi, cách xử lý và những lời nhắc nhở rất chi tiết đều có trong cuốn sách. Ngoài hướng dẫn an toàn về các tình huống khi ở nhà, ngoài trời, thì cuốn sách còn mang đến cho chúng ta những kinh nghiệm trong ăn uống như cách chọn đồ ăn, cách kết hợp ra sao, cách ăn như thế nào, vì sao bữa ăn sáng nên ăn no, bữa tối ăn ít, vì sao không ăn thực phẩm sống, không uống nhiều nước ngọt. Một số bạn nhỏ có thói quen ăn thật nhanh, ăn thật nhiều đến mức no căng cả bụng. Đây là thói quen không tốt, các bạn nên nhai kỹ, nuốt chậm. Khi nhai kỹ, miệng của chúng ta sẽ tiết ra nước bọt có thể giết chết những vi khuẩn có hại, thúc đẩy chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, nước bọt của chúng ta còn có tác dụng giải độc, chống ung thư và còn rất nhiều những kiến thức mà các em có thể học từ cuốn sách này. Ngoài dạy trẻ tránh nguy hiểm thì bộ sách Bố mẹ yên tâm, con an toàn còn có quyển Dạy trẻ tự bảo vệ cũng cung cấp những kiến thức giúp trẻ tự bảo vệ mình trong cuộc sống hàng ngày. Đây là bộ sách được viết cho các em, đồng thời cũng dành tặng cho các bậc cha mẹ và thầy cô giáo. Cha mẹ và thầy cô giáo có nghĩa vụ bảo vệ cho trẻ trưởng thành mạnh, có trách nhiệm dạy trẻ biết quý tính mạng và dạy trẻ cách thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân. Bố mẹ yên tâm, con an toàn là bộ sách dạy trẻ kỹ năng sống thiết thực nhất, bổ ích nhất và là vệ sĩ bảo vệ con lớn lên an toàn và khỏe mạnh. Kính mời thầy cô và các em cùng tìm đọc cuốn sách này tại thư viện.